Xin chào quý khách hàng. Hôm nay em làm video này để cập nhật cho mọi người thông tin là hàng chuẩn bị lên giá nha mọi người. Thành ra những quý khách hàng mà đang tham khảo để ý cái em này nè mọi người, E3Z 22.000 sản phẩm của E3 Audio hàng chính hãng, thương hiệu E3 là của Đức nha mọi người, được sản xuất tại Trung Quốc. Thì mình tranh thủ mình mua sắm ở thời điểm từ bây giờ bởi vì số lượng em còn không có nhiều nha mọi người, chỉ có dưới 10 con thôi. Thì thông tin nhà phân phối chia sẻ xuống là chuẩn bị lô hàng sau. Thì nó sẽ đổi model Nó không còn cái model này nữa nha mọi người Và giá tiền nó cũng sẽ lên rất là cao Lên cao là bao nhiêu Tức là nó sẽ lên thêm là 10% Thì mọi người cứ hình dung một sản phẩm 20 triệu Thì bây giờ tự nhiên mất thêm 2 triệu nữa thành 22 triệu Thì nó rất là hoang phí ha mọi người ha Thì hôm nay em làm video này để cập nhật nhanh cho quý khách hàng Đặc biệt là những khách hàng Mà đi làm show sân khấu Mình làm mình kiếm tiền đúng không Một show thì thật sự mà nói bọn em cũng làm bọn em cũng biết mà Đâu đáng bao nhiêu tiền đâu nhưng mà bây giờ tự nhiên sản phẩm nó thì lên giá một lần mà nó tính bạc triệu rất là khó chịu luôn thì uh, model em đang giới thiệu cho mọi người là E3Z 22.000 đây là sản phẩm chuyên để đánh súp size 2u nha mọi người nguồn biến áp class TD mỗi kênh sẽ có công suất là 2.000 w ở tổng trở là 8 ohm cái chỉ số damping factor rất là lớn nha mọi người lớn hơn 600 con này đánh súp thì uh, phải dùng từ như nào ta không ai chơi ha mọi người ha chỉ có những khách hàng chưa từng sở hữu thì mới chơi thôi con này thì hàng chính hãng mua hàng sản phẩm bên em bên em thì hoàn toàn yên tâm được bảo hành là 12 tháng thôi mọi người ha đây em còn con demo nè thấy chưa tất cả những sản phẩm bên em bán ra đều là hàng mới 100% không có hàng trưng bày đây là những cái con em trưng bày nè những con trưng bày này thì không có bán ha bởi vì những sản phẩm này nó là hàng mới mình lấy ra mình demo ở đây xong rồi mình mà bán thì không thể nào mình bán giá cao được đúng không mọi người như bán xong mà lấy cái nào bỏ ra cuối cùng lấy cái mới bỏ ra nó đi vòng vòng như vậy thì cuối cùng mình mình bán toàn đồ cũ không ha rồi hôm nay thì cập nhật cho mọi người con này giữ nguyên giá không có không có lên con màu đen không có lên con e3z 22.000 thì lên 10% 10% nữa lên đâu đó gần 2 triệu ha mọi người ha rất là khiếp đó là sản phẩm chuyên súp thì hôm nay em lại còn thêm một cái sản phẩm dòng này thì em lười đăng video quá thì có tới đâu thì em đăng tới đó ha mọi người con này size 3 u nặng bạc cố nội luôn ha KD2000 Plus Con này cái mã số nó ghi cũng thấy ghét KD2000 nhưng mà công suất của nó chỉ có 1.800W nha mọi người à, Damping Factor thì hồi bữa trước em xem trong trong cái catalog đó, thì em thấy nó chỉ có 200 thôi Không biết nó có nhầm lẫn gì hay không hay mọi người ha Hôm nay thì có tới đâu thì em làm video liên tục Em đăng cho mọi người xem ha Đây Mọi người xem trên video đây Không biết có lấy nét được không trời KD2000 Plus đây cái chỉ số damping factor mọi người thấy không chỉ có 200 thôi thì không biết có nhầm lẫn gì hay không ha men đánh súp thì em để ý em thấy là những con chuyên súp thì cái damping factor nó rất là lớn ha con này thì giá nó rất là mềm chỉ có 16 triệu 500 size 3 u con này khá nặng ha mọi người nguồn biến áp nặng nói chung là rất là nặng em khiên lên đây cũng là một cái kỳ tích bỏ lên trên này ha mọi người cái tướng của em mà ngày khiêng chục con này thì cho em 100 triệu em cũng không có thèm đâu ha mọi người ha đó là những cái sản phẩm mà uh, chiên để đánh súp ngoài ra này, em lướt qua để uh, quý khách hàng xem video thấy thích con nào thì mình múc con đó liền cho em nha mọi người ha con này hàng chuẩn bị về rồi nha mọi người con uh, Midas MR12 chuẩn bị về rồi hàng đã lên tàu rồi thì tầm về Việt Nam nó sẽ rơi vào khoảng uh, 7 cho đến 10 ngày là có hàng công ty thì cứ báo hàng về hàng về hàng sắp về hàng sắp về hàng sắp về mà chờ tới ngày hôm nay chờ cũng rụng rúng rụng trứng luôn mà nó không thấy hàng về đâu hay mọi người ha Hôm qua thì em có test thử cái con NX910 của RCF Test rất là đã, rất là phê Em đăng lên kênh youtube youtube Cái bài thư tình em gái Thì một số khách hàng yêu quý kênh âm thanh số trí tâm của bên em nghe rất kỹ Nghĩ rất sâu Phán một câu trật lắc <laughs> Nói em thu âm ấy mọi người Thu con khỉ chứ thu Rồi mấy cái đầu mà để ghi âm của bên em rất là đắt tiền ha mọi người ha Em sẽ có một cái video em sẽ chia sẻ cho mọi người À, những sản phẩm mà em đã từng kinh qua để phục vụ cái công tác thu âm và ghi âm như tiếng mà mọi người vừa nghe qua là thông qua cái bộ micro Shure MV88 cộng giá một bộ như vậy thì chỉ có 8 triệu rưỡi ha mọi người ha đây con này nhiều khách hàng cứ hỏi ba lăng hay là không ba lăng này mọi người mấy mixer đó, đa phần đó là ba lăng hết nha mọi người ha yên tâm nha con này giá em thấy nó rẻ bèo à, mà nó có đủ đồ chơi có wi, có bluetooth, có usb, à, cái gì, nói chung là có tất cả mọi thứ trên đời trời đất, nhưng mà nó thiếu chưa thiếu một thứ mọi người biết thiếu cái gì không? nó thiếu cái nút uh, post feeder, post feeder thì nó thiếu cái nút đó, thì uh, so với những cái dòng sản phẩm cao cấp thì nó mới có cái nút đó ha mọi người. con này thì em thấy nó không có, nhưng mà nó chia thành hai cái rút thì cũng được một hai ba bốn thì cũng thấy cũng rất hiệu quả ha mọi người ha. Rồi nội dung chính trong cái video này là cái em này mà nói xàm xàm quá trời quá đắt luôn e 3Z 22.000 chuẩn bị lên giá nha mọi người Em còn đâu đó là không đến chục con đâu Thành ra quý khách hàng nào mà đi show mà tầm ngắm nhìn cái em này chuẩn bị tẻ đó Thì mình tranh thủ mình hốt liền ngay từ bây giờ Để dài bữa nữa nó lên rồi đừng có đổi thừa em nha Em đăng video em cập nhật rồi đó đừng có chửi em tội nghiệp em nha Rồi thanh kiều mọi người